Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại kênh YouTube của Rõ2P nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video review account nữa. Thì bạn này bạn bảo là bạn ấy xem mình cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay bạn ấy muốn mình vào là nhận hộ quà KVK của bạn đấy và xem là bạn ấy đã có được những gì sau một khoảng thời gian chơi Rise Kingdom nhé anh em. Thì cái nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta ấy có tên là WG Gucci. Và VIP thì chúng ta đang có là VIP 16 rồi, với số ngày đăng nhập liên tục là 1115 ngày, cũng khá là cao. Ở đây chúng ta có một chỉ số sức mạnh 86 triệu, điểm tiêu diệt là 2 tỷ 6 nhá. Tiêu diệt T4 96 triệu này và tiêu diệt T5 là 82 triệu nha các bạn. Ông này thì có vẻ cũng khá là yêu nước. Mình đang thấy để avatar là lá quốc kỳ Việt Nam. Thông tin thêm sức mạnh tối đa 97 triệu, chết 13 triệu 3. Thu thập tài nguyên là 18 tỷ rưỡi, hỗ trợ tài nguyên 9 tỷ 2, khá là cao. Okay. Và mục đội quân thì nick này chắc chắn là có T5 rồi. Ở đây bạn cũng đã xóa hết T3, T2 này, có 252k CT1 đi farm. Bộ thì chỉ có là hơn 600k thôi, tuy nhiên kỵ và cung thì tương đối nhiều. Kỵ 1 triệu với lại cung 1 triệu 2, gần 1 triệu 3 lính. Ở ngoài thì bạn này bạn đang sử dụng cái nhà thiên đỉnh cung lâu đài ngôi sao luôn. Nhà này cũng khá là ngon, cũng mới ra gần đây thôi. Giao diện thành phố ở trang trí khá là bình thường nha. Mình không thấy có cái gì gọi là trang trí có ý đồ ở đây cả. Mình sẽ đi luôn vào chỗ xem số skin nhà. Về skin nhà hiện tại bạn này bạn có 20 cái skin nhà nha anh em. Và có một cái nhà thiên đỉnh sức mạnh lâu đài ngôi sao này, phòng thủ cung thủ 15%. Mình sẽ kiểm tra xem bạn còn nhà thiên đỉnh không. Và trên này thì bạn ấy không còn một cái nhà huyền thoại nào nữa nha. Như vậy ông này kiểu chắc cũng đánh chuyên cung nên chỉ cần một cái nhà thiên đỉnh thôi. Rồi mình xem tiếp về mục chỉ huy. Thì chỉ huy hiện tại bạn có 5 con tướng chưa triệu hồi là Hạng Vũ, Margaret, Hera, Dido với lại Hoắc Khứ Bệnh. Trong số tướng cam max của bạn ấy thì bạn có Boudica hiện tại max skill này. Và cũng có được là 6 món cam của ta lần nha, nổ được cả cái phụ kiện luôn. Ở đây thì cung bạn mặc cho mình cái set hàm rồng. Vũ trang của Boudica thì chúng ta có khoảng tầm 17% chỉ số cung, mọi thiệt hại 0.7 và một cái minh văn thảm sát tăng sát thương đòn tấn công thường 1%. Nevsky hiện tại bạn cũng đã max skill và đây bạn có 8 món cam, cái mũ với lại cái vũ khí KVK nhá. Lại thêm một cái phụ kiện nổ ta lần nữa. Ôi tính ra ông này ông nổ hai cái sừng luôn anh em. Một cái sừng cung với một cái sừng kỵ, khá là ngon, tương đối là may mắn đấy. Chỗ này thì về vũ trang thì chỉ số kỵ binh là tầm 19.8%, một minh văn thợ săn. Wow. Có thêm một minh văn nâng đỡ nữa, thợ săn là minh văn huyền thoại, có cái biểu tượng màu vàng khá là hiếm. Đó, hiện tại đa số win KVK các bạn sẽ có thợ săn thôi. Có Gia Cát Lượng, bạn cũng max skill này, và ở đây chúng ta có set cam Ngọc Trinh rồi. Đồ cam của Gia Cát Lượng ở đây bạn đang mặc một cái đồng xu may mắn Escola. Thì cái đồng xu này thì ngày xưa người ta hay đúc thôi, bây giờ rất là ít người đúc. Vũ trang của Gia Cát Lượng thì cũng không được cao lắm anh em, khoảng 14% với lại ba cái minh văn hùng hổ. Ui, minh văn này dài thế. Khi chịu hiệu ứng khống chế thì đội quân của người trang bị sẽ có xác suất 10% kháng lại hiệu ứng và gây sát thương trực tiếp cho ba đội quân kẻ thù ở gần. Hệ số là 100. Wow. Thời gian hồi chiêu 5 giây. Ấy cái minh văn này tính ra ngon anh em. Minh văn này mình nghĩ là ngon đấy. Minh văn cảnh báo tăng sát thương phản công và minh văn công kích tăng sát thương tấn công thường. Cái minh văn vừa rồi ấy nó khá là giống cái chiêu của con Gia Cát Lượng luôn. Khi mà bản thân trong bộ skill của Gia Cát Lượng ấy, các bạn đã có một cái chiêu 2 này. Đây, thuyền cỏ mượn tên. Khi mà các bạn bị hiệu ứng khống chế thì các bạn có xác suất là 50% xóa bỏ hiệu ứng và gây sát thương là 500. Đó, rất là hay nha anh em. Tính ra bây giờ mình biết được cái minh văn đó đó. Đến với Quan Vũ chúng ta max skill và ở đây chúng ta có 6 món cam, có thể tạm gọi là set cam thứ 4 đi. Nhưng mà chỗ này thiếu phụ kiện rồi. Vũ trang của Quan Vũ thì được khoảng hơn 20%, một minh văn khỏe mạnh, một minh văn ẩu đả. Vũ trang Quan Vũ thì tương đối cao nha. Có Nebu max skill nhưng mà không có đồ này. Doan P max này, AE max, Z max, Alex max này. Artemisia của bạn thì 5535. Thực ra nếu mà bây giờ bạn max Artemisia thì mình thấy cũng được, mất thêm khoảng tầm gần 200 tượng gì đó. Nhưng mà các bạn có thêm một con tướng cam để sử dụng cũng khá là ok đúng không? Có Sơn Đế Ốc này, max rồi. Tào Tháo 5553, Ishida max skill, Richard 5511. Richard cũng tiêu diệt man rợ 2 tỷ 8 điểm. Dưới này bạn có là CM 5535 này, Saladin 3411, skill hơi kỳ nhờ. Mộc Lan 5525, Mehmet 5453. Ok, nói chung là dàn tướng không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng mà mình thấy dàn tướng này thì tương đối ổn. Bạn này bạn kêu là nạp có 1 triệu rưỡi thôi anh em. Nó không có nạp cái gói gì ngoài gói pha lê tháng luôn. Mình sẽ ấn vào cái mục nạp gói luôn nhá. Đây, các bạn thấy này.
Cái gói đường đến sự vĩ đại này bạn chưa nạp hết luôn. Game tháng là cũng không có luôn. Đó, chỉ có nạp gói pha lê hàng tháng khi đánh KVK trinh phạt thôi. Thì tính ra ông này thuộc cái dạng gọi là nạp cực kỳ ít đấy. Cũng có thể tạm gọi là F2P đi. Tại vì nếu mà nạp mỗi gói pha lê tháng thì thật sự là quá ít anh em. Gói đấy nó chỉ cung cấp pha lê thôi chứ không có cung cấp game với tăng tốc. Ở mục đạo cụ thì ở ngoài này mặc dù đã hết KVK rồi, vẫn còn khoảng 3 tỷ tài nguyên, 137.000 game, rất là nhiều. Còn đạo cụ trong này thì tài nguyên nhiều này, game với điểm VIP là không còn. Mục tăng tốc thì bạn này bạn cũng chia sẻ là bạn ấy muốn để tăng tốc để bạn đua thiên đỉnh lần này luôn. Thì hiện tại mình thấy bạn có 16.000 cái 60 phút, 3K5 cái 3 giờ này, 700 cái 8 giờ, 169 cái 15 giờ, tăng tốc rất là nhiều. Tăng tốc này thì trừ khi là cụm của bạn quá khó thôi, chứ mình nghĩ là đủ sức ăn thiên đỉnh. Mục tăng mạnh, 10 cái 50% này, kho dự trữ. Đây là mục thiết bị, vật liệu còn rất là ít nha anh em, còn 5 vật liệu tím, 7 vật liệu cam. Đồ cam của bạn cũng khá nhiều, 1 hàng này, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 5, 6 là 30, với lại 2 món đấy nữa. Như vậy tổng cộng có 32 món cam, nổ được 1 này, 2, ui, ông này đúc 3 cái sừng nổ 2 cái anh em, vãi đạn thật. Đó, 2 món ta lần, 3, 4, 5, 6, 7, 7 trên 32 là tỷ lệ ok đấy chứ, mình nghĩ là bạn này đập đồ khá là hên, đặc biệt là còn nổ 2 cái phụ kiện, ngon. Vũ trang, ở đây thì bạn kêu là có rương thì mở hết thì mình mở luôn nha anh em. Đội hình tam giác này, để xem có được cái nào ngon không. Bây giờ chỉ muốn vũ trang cam có Minh Văn để tẩy thôi, lỏ hết luôn nha anh em. Ba cái rương cam, tán dương Olympia, ui hai dòng kỵ nhưng mà thấp quá, 1.7 tinh kỳ Pantheon, ui tốc độ chạy kỵ binh 3.5, mọi thiệt hại 1.2. kể mà cái này mà hai dòng kỵ hai dòng cung thì ngon luôn đấy, nhưng mà rất tiếc là hơi cùi. Ba Minh Văn cùi nha anh em. Ở đây thì bạn còn một cái Minh Văn bảo trợ này, khi nhận chữa lành hoặc khiên đội quân của người trang bị gây thêm 2% sát thương trong 3 giây. Ủa, cái này mà cho kiểu Heraclius với Zenobia đép nhà mặc thì bá cháy luôn các bạn, quá khỏe nhá. Nick này cảm giác mở Minh Văn hên phết nhở, toàn Minh Văn độc lạ không. Tele rất là nhiều này anh em, đó tele nhiều, 72 đương AE test nhân phẩm nào. Đặt cái địt luôn. Ở đây chúng ta có chọc vàng 862 chọc này. Ok, sao vàng còn rất là nhiều. Rồi, như vậy là đã soi hết hòm đồ. Mình sẽ xem thử là ở ngoài bạn này bạn dùng những cái đạo gì để đánh nhau nha anh em. Một cái nick mình nghĩ là thuộc cái dạng gọi là tiêu biểu những người chơi gọi nạp ít trong game này ấy. Đạo đầu tiên bạn đang sử dụng là Quan Vũ Alex. Đạo thứ hai là Gia Cát Lượng Debu. Đạo thứ ba là Boudica kết hợp với lại Di Song Di. Và đạo thứ tư là Nepki Doan P nha. Ok, ở đây thì 4 đạo đầu tiên của bạn ấy thì khá giống của mình anh em. Ông này ông xem kênh tôi, ông bảo ông xem cũng khá là lâu rồi. Bây giờ mình sẽ xem thử trong mục KVK để nhận quà. Đường đến sự vĩ đại. Ồ, như vậy là quà hôm nay thì nhận hết rồi anh em ạ. Bạn bảo là có em trai bạn ấy vào chơi nhận hết rồi. Ok, thì ở đây ông ăn được khá nhiều quà này. Quà cá nhân bạn ấy chỉ bỏ lỡ một cái skill hỗ trợ thôi. Mở khóa được có 13 trên 14 chiêu. Như vậy là ông này ông bị thiếu mất một con các bạn, thiếu con Võ Tắc Thiên. Đây nhưng mà thực ra nếu mà thiếu Võ Tắc Thiên ấy, thì các bạn có thể gọi là chơi những cái sự kiện ở trong map KVK ấy, giống kiểu như là sự kiện là nguyện vọng trái tim, đúng không? Để triệu hồi Võ Tắc Thiên mở skill lấy thành tựu ngon hơn chứ, đúng không? Ở đây bạn bị mất 3 chọc vàng này, tăng tốc, 5 vật liệu tím rất là ngon. Bạn cũng ăn hết quà nhá, quà KVK rất là nhiều, 120.000 điểm danh dự này. Để xem phần thưởng chiếm đóng, trinh phạt. Như vậy là không được cầm dích cuối rồi anh em. Phần thưởng vinh dự. Để xem thử xếp hạng nào. Ok, xếp hạng cá nhân kinh đầm 2390 thì ông này tận top 70 các bạn. Top 1 522.000 điểm này, top 1 thì điểm xếp C bên mình. Liên hiệp ông ấy top 1 luôn. Trại thì top 2 danh dự. Liên minh thì top 7 của cái sự kiện gì đây? Top 7 chiếm đóng. Đó, mùa KVK này thì ông này ông chết 639.000 lính. Ủa, chết ít thế. 639.000 lính T5 anh em thì hơi ít, nhưng mà có thể do đây là cụm ship thấp. Mình sẽ xem thử là cụm này trông như thế nào. Ồ, như vậy là đây là cụm của bên 2614, 2707, 2634 anh em. Ok, như vậy thì mình nhớ 2390 rồi. 2390 là đồng minh với 2614 win KVK này. Ồ, như vậy cụm này, nếu mà cụm này mà mình nghĩ là chết 600.000 thì cũng hơi ít anh em nhỉ. 600.000 lính thì mình thấy là hơi ít một chút. Tuy nhiên thì Q-Point cái thứ là ok rồi. Cụm này thì hôm trước mình vừa mới review một nick, mình đã soi cho bạn bảng xếp hạng rồi ấy. Thì hôm nay chúng ta xem lại thôi. Bảng xếp hạng thì bên này có một boss Kata này, Q 242 triệu. 2614 mình nghe nói là
của bên 1412 cũ nhập cư sang ấy, họ nạp Vinh cũng khá là nhiều, kiểu toàn bot Ả Rập thôi. Nick cũng mạnh nữa. Keyboy 630 tỷ này, top 2 2707 này, 449 tỷ cũng mạnh. 2634 347 tỷ. Hai liên minh Việt Nam Ali với nhau nhưng mà cuối cùng lại thua anh em. Kỹ năng cá nhân thì top 1 18 tỷ 4, top 2 là bot Ednot 15 tỷ 7, top 3 là Quan Vũ 14 tỷ 2. Cái này hôm trước tại vì mình vừa mới review một nick trong cụm này rồi ấy, nên là cái bảng xếp hạng có thể các bạn sẽ thấy hơi quen quen. Ở mục thư của bạn này thì mình thấy có một cái chiến báo là Zero, một thành viên của phía 2707 là Lót Gà Rừng. Một rally thôi mà đi bên này 1 triệu 6 lính, rất là thốn nha anh em. 1 triệu 6 lính mà mất 12 triệu pound như vậy là chết cũng rất là nhiều T5 nha. Một pha chết hơi nhiều, Zero này là mất cũng thiệt hại hơi nhiều đấy. Rồi hiện tại thì cái liên minh WG90 này mình thấy là sức mạnh đang là 11 tỷ 3 này. Quà liên minh là quà 32, 181 thành viên. Mình sẽ xem thử xếp hạng của cái liên minh này đi. Sức mạnh cá nhân, top 1 là một bot 188 triệu pound. Wow. Top 2 155 triệu này, top 3 117 triệu. Cái nick Gucci này pound cũng khá là cao, top 12 ở trong liên minh luôn. Về điểm tiêu diệt thì top 1 13 tỷ 3, wow, top 2 12 tỷ 5, top 3 10 tỷ và top 4 10 tỷ. Qboy của Kingdom này cũng tương đối cao nha. Và cái nick của chúng ta thì Qboy 2 tỷ 6. Thật ra 2 tỷ 6 với một quả nick mà nạp ít như bạn ấy nói, kiểu chỉ có nạp pha lê mùa thôi ấy, thì tôi thấy là cũng khá là ok rồi. Đấy, các bạn chơi thì đôi khi chúng ta sẽ còn muốn giữ lính ấy. Nick này thì chết hơi ít nhưng mà không sao. Không biết là Kingdom đạt mục tiêu chết bao nhiêu thì đấy là chuyện về sau đi các bạn. Ok anh em, như vậy là mình đã vừa review cho các bạn quả nick WG Gucci tới thử Kingdom 2390. Một quả nick nạp ít, và mình nghĩ là các bạn với cái mức đầu tư tương tự ấy, thì sau khoảng ngày chơi tầm 1100 ngày như thế này thì các bạn cũng sẽ có quả nick xem xem bạn này thôi anh em. Tại vì Rise Kingdom là con game khá là tốn thời gian. Ok anh em, và nếu các bạn có những cái nick hay ho về game Rise Kingdom thì có thể nhắn tin cho Đỗ 2P thông qua cái link Discord ở dưới phần mô tả video nha. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye.